Với miếng xốp lau bảng này, mọi người có thể tạo ra một món đồ chơi siêu thú vị, nhất là đang hot gần đây nha. Ok, bắt tay làm ngay. Đầu tiên là mọi người phải có miếng xốp này nè, cắt ra hình dáng mà mình muốn. Ai không có túi bóng thì xài túi zip như tôi đi, nhà có gì xài đó. Sẵn lén vô phòng lấy hộp màu nước của nhỏ em luôn. Vậy là cái món đồ chơi này không tốn 1.000 nào. Không biết đặt tên cho món đồ chơi này là Wixi nước thì có hợp lý không ta. Trời ơi, không ngờ bỏ miếng xốp vô nó hút hết nước nhanh vậy luôn á. Cái túi này là pha màu của trái cam nè, buồn buồn lấy ra chơi cũng vui mà không hiểu sao nhiều bạn kêu nó vô chơi. Mà nhìn nó cũng vô chơi thiệt mà. Bởi vậy mới tự làm mới có chơi chứ đâu có ai bán. Thích nhất là Wixi đám mây này nè, do mấy cái mẫu kia lỡ tay đổ nước hơi nhiều, nhưng mà thôi không sao, cầm bóp bóp chơi cũng vui. Bóp nhẹ thôi là nước ở trong miếng xốp nó sẽ chảy ra liền. Còn mọi người thích Wixi nào nhất thì nhớ để lại bình luận nha.